Trinh à, đang ngồi lù lù mù mù trong kia kìa anh ơi. Trinh ơi, cái gì anh ơi? Rồi người em lại với nhập anh. Mày bị mày nhập anh Trinh à? Nào ơi! Đâu rồi Nào ơi? Ra đây! Nhanh ơi! Nhanh lên! Anh Nào ơi! Ở đâu anh Nào ơi? Ra đây! Nhanh ơi! Ra đây! Chạy ra đây nhanh! Bảo này nhanh ơi! Chú vệ anh Trinh này! Đòi vào cái nhà ma xin bị nhập kìa! Trinh nhé! Ừ! Đâu? Em sao lại bị nhập tiếp chết! Em không dám một mình! Sao đây nó đi vào trong đấy làm gì? Trinh à, đang ngồi lù lù mù mù trong kia kìa anh ơi. Trinh ơi, cái gì anh ơi? Rồi người em lại mới nhập anh. Mày bị mày nhập vào Trinh à? Mày bị mày nhập à? Nhập cái gì mà nhập? Cái gì? Bọ cạp. Sao mày tự dưng mày đi vào nhà? Bọ cạp cái gì? Ui, bọ cạp trong này này đấy. Ui rồi rồi. Thế nhưng mà mày thì có bị làm sao? Mày nhập không đấy? Chỉ giả người à? Không, mình nhìn như nhập này nhập cái gì mà nhập? Em vào đây em thấy bộ cái này này. Sao trong này nhiều thế? Đây này, nhìn thấy chưa? Thôi kiếm ra em đấy. Kiếm ra em nào. Ủa ôi, mày đi vào đây một mình làm gì? Nhà thật 5 đinh lắm anh ạ. Đinh đầy đây. Nhà ăn đầy. Có anh em đây thì, ở đây thì anh ui ôi đảm bảo đi. Đây này. Thử lật dọc cá khu này xem anh ơi. Em đi. Còn rất là nhiều bộ cạp hiện này. Rất nhiều bộ cạp đấy nhỉ. Em không ăn thôi giờ. Em không dám làm gì cả. Em cứ đứng em đập xem là thế nào thôi. Đây này nhá. Ui giời. Em không mạnh này. Đây em thấy con này. Anh cứ gì luôn giờ. Ai biết được anh. Em cứ lù mù đi vào kinh như lên được. Ôi. Xưa anh đã bị ma nhập vào đây rồi. Cách gần xa rồi. Ôi. Ui trời nhiều này. Đây này. 3-4 con rồi. Hiện tại em nhìn thấy 5 con anh ạ. Em mới nhìn thấy có mấy con mà sao chỉ thêm nhiều nhỉ? Nó đốt thì đau thôi. Một đàn mọi người ơi. Nhiều nhỉ. Nhiều nhỉ. Em chưa ai có bỏ cạp bao giờ cả. Con này to nhỉ. To. Ui anh giữ cái gãy đấy nhỉ. Giữ cái gãy xem nào. Bỏ cạp thì. Đây quá đây nhé. Ui cẩn thận nhé. Ui giời ơi. Nhiều thế nhỉ. Chết mẹ một ném một cắn người cái này thôi. Đây này. Đồ nga nó mồm. Ơi cái chân em con này ui. Ơi kìa. Ui giời ơi. Nhiều thế nhỉ. Đấy nó cắn một chim. Ui dồi lạ liền con đàn này. Ui sao lắm thế. Còn nhớ này có 3-4 chục con anh ạ. Con này nó ở nó ẩm thấp nó nhiều rác này nó ở mà. Tụ ở đây rồi, tụ ở đây rồi nhá. Nhiều lắm anh ơi. Kìa. Ui giời ơi. Ui. Quản ban ngày đây này nó vào nhanh lắm này, bỏ nhanh lắm anh ạ. Nhanh tới. Đây này ở trong này nó có nhiều cái con côn trùng này này. Ừ. Dán biết này. Bọ cạp nó hay bắt chán, bắt dế nó con côn trùng bé bé ấy. Ê, cái bọ chích cho nó này. Thấy, mọi người nhìn thấy chưa? Ui giời ơi. Kiếm cái gì bắt phải ngâm rượu nhỉ? Cái này ngâm rượu tốt lắm. Ừ. Hôm nay này em cầm hết theo tỏi rồi, không ai làm gì em cầm tỏi chưa? Cầm tỏi rồi. Làm anh hết rồi, anh chạy. Mạnh nó bảo là bị ba nhập. Ui giời ơi. Vẫn còn anh ạ. Ui giời ơi. Ơi, phát hiện được cái gì không? Đang nào có cái dấu hiệu khả nghi. Ui giời ơi. Cái gì vậy? Yêu ơi. Trời ơi, sao ui lạc kiểu này á. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ui giời. Cái giật đúc đúc này á. Ui em nhìn nhất. Em sợ lắm anh ơi. Em nhìn những cái loại này em dị ứng lắm. Em không dám bắt đâu. Bắt đi, sao thì anh em đi rừng thì sợ gì đâu. Con này không. Nó ấy mà. Biết là thế nhưng mà con này em cứ đi ghê ghê của mình anh ạ. Đàn sợ thế nhỉ. Thế thì mang chúa không sợ thì thôi sợ. Ui giời ơi, vẫn còn nhỉ. Ui giời ơi, ổ này. Ui giời ơi, lúc này. Ui giời ơi. Ui thế này được bữa ngâm rượu rồi. Ừ, bắt ngâm rượu. Ngâm rượu hơi ngon luôn. Chứ cái thùng này đi nha. Tối này bắt là gì. Đây này. Ui lúc này này. Nhớ nhỉ. Ui. Em lấy cái gì cũng cầm. Em không bắt thì lấy túi đi. Anh xin lấy túi đi. Bắt nhá. Ui mọi người nhìn này, cái cạo nó này như cái cạn tôm.
như gắn cua ấy. Thì bây giờ không có gì thì cứ đựng vào đấy. Cứ nhét tạm vào đấy nhỉ. Hay là rút vào túi áo không anh á? Hay lúc bổ em nó nhanh anh ạ. Hả? Anh em ăn rồi. Ui nó phá trận rồi, phá trận đuôi nó bỏ này. À. Ui giời như giặt giã này. Ui nhiều thế nhỉ sao? Để anh mắt cho. Ui các bạn ơi, các bạn thông cảm nhé. Xin nhìn cái loại này dị ứng lắm. Và một khi dị ứng thì nhìn thấy ghê lắm các bạn ạ. Ui giời con này to chả bá. Ui nó bỏ lúc chút. Đợi nhá. Con này khỏe phết. Còn phần thân không vất nhanh anh ạ. Như là không. Bọn này nó đốt chắc ngạo rắn hồ ma anh ạ. Ui nó cặp này. Cặp vào đây. Thôi ta xin mày đừng có đi nữa, đừng có bỏ nữa, tao trông ghê quá đi. Nó cắp nó không thèm nhả nữa, bây giờ phải nhả nó ra. Để cho nó. Ui. Ôi giời. Thằng cái này nó có cái mùi gì đặc trưng nhỉ anh nhỉ? Thơm cực luôn đấy. Thơm mùi gì? Em nhìn thấy nó ghê ghê gì đấy. Trông như con robot đang đi nhỉ? Khiếp. Ui trời. Ôi trời mẹ ơi sao rất đúng. Tốt cho đàn ông luôn đấy xây nhà. Em vào em thấy con ôi con này to rồi. Anh nhìn thấy con này to. Mà sao nó nhiều lúc này nhỉ? Người nhìn vãi luôn. Ui nó bò chân. Đấy. Cái lỏng cái ấy chích của nó này, cong vút lên này. Đấy, mà nhìn cái vòi chưa? Cái vòi hiểu. Ui. Vòi con lông anh nhỉ? Cái đít nó con lông lông đây này. Ui giời. Càng nó như cái càng tôm vậy nhỉ? Nhiều thế nhỉ? Như càng ấy cái bụng này, như càng cua ấy. Xin bắt đi xin. Sợ gì? Nè. Đúng rồi, hỏi nhanh chạy là không việc gì. Úi giời ơi, đi về ngâm rượu. Quay ra ấy à? Em biết ngâm rượu tác dụng gì không? Bổ thận tráng dương. Tăng cường suy nghĩ phải mạnh. Được. Nên là sự am hiểu nhỏ nhoi của em. Không biết nó có tác dụng gì hơn không? Mày à bữa ấy. Để em bắt luôn cái này cho mọi người xem này. Đấy, mình tóm đi. Đi xin không bắt đi, để ấy đi. Để thằng Mạnh nó bắt đi. Để em vượt qua chính mình, từ từ. Để em sẽ vượt qua chính mình. Phải chỉnh thứ không? Cái gì đâu. Nhìn thấy cứ cười cười. Đấy bắt này con vòi nó ngống này dễ bắt này nhỉ. Ồ. Cái con nào vòi cụp vừa có bắt. Ấy. Ồ. Nhớ nhỉ. Đây con vòi nhiều ghê. Cẩn thận nhìn kỹ không nó lại chích con đít ấy. Đây ạ, đây ạ. Nó chết ấy. Nó chết. Đúng rồi, đúng rồi. Đây ạ. Đúng. Rồi. Thế là xong. Ui dồi. Ui. Anh xin ra thu hoạch nó. Đấy. Ui. Tỏ nhỉ. Mẹ cái cạn nó rồi. Em giống như là cái cảm giác khi mà bắt con rắn hổ mang đầu tiên anh ạ. Vừa thấy hồi hộp, vừa thấy run run sợ sợ, xong rồi lại cảm thấy sung sướng khi mà vượt qua cái nỗi sợ. Nó đơn giản mà đúng không nhỉ? Ui nó bò vào Mạnh. Ui. Rắn thù chết đấy anh. Xuống đi mày. Ô, bao nhiêu con đấy nhỉ? Ghê nhỉ. Nhiều quá đã đến đấy. Em thử bắt một con xem. Chả biết. Ui con này mình như bị gãy vòi cho này nhá. Mạnh đưa đây. Bắt và giúp anh đại cho anh con này nó anh bắt không quen. Ư sệ mọi người nhìn này. Con này đang chửa này mình sinh này. Bụng nó to đùng này. Đấy. Pi piu. Sao cái hòa nó ra nhớ rồi. Túi đây nhìn. Đặt túi đây bắt. Hai con hai tay. Ô có con ở bên ngoài túi anh ạ. Ô không phải à. Trời ơi. Mặt mũi anh. Anh cứ tưởng là là mày lại vào đây lại bị quỷ nhập. Ui, em hôm nay cái em video đấy anh sợ rồi. mày quá cơ. Gì em biết đâu được. Em tỉnh dậy em chỉ thấy người mệt lả là chả biết chuyện gì xảy ra. Đây là thấy anh em quay ghi lại cảnh thì em xem em cũng đi sợ bản thân mình cơ. Đi hú chi được các anh. Nhưng mà mệt lắm anh ạ. Ừ, không hiểu sao chân tay em đã rồi đâu. Bên nhà em biết con góc này mà vứt vào đây chưa đấy? Anh ấy rồi. Bỏ ra này. Mình không có gì đựng cái này là hay bị bỏ ra. Hay hôm nào dẫn em đi chùa nhiều tí anh. Được, đi phải đi giải hạn đi cho đi chùa. Hay sang năm mới thì giải hạn anh. Này được bình ngâm rượu ngon rồi. Hay hôm nay lại ăn rán hôm nọ anh em mình làm bữa chiên giòn đấy, nhà ngon nhỉ. Ui ghê vãi. Ăn rán á. Chiên giòn đấy. Hôm nay em đi về em không được ăn cái mạnh nữa ăn rồi. Nhưng mà hôm nay nhiều này cho vào ngâm lên Mạnh. Úi giời, con này nó lại ngóng lên đây. Đi xuống. Mạnh cẩn thận nha Mạnh nhá. Đi xuống. Thế anh ấy bảo đốt đau lắm. Đi xuống. Bước. Nó đốt như kiểu ong mà. Ừ, đi mà lại nó thơm đau lên vậy. À, thì tất nhiên là cái mỗi con nó lại đau kiểu. Nhìn to chứ. Chà bá, cái này mà nó cặp vào, cái hai cái cạng nó cặp nó đủ chết rồi. Ui mọi người là ai? Đây là bọn anh
bắt ở trong này này. Úi giời. Ừ. Ôi. Chỗ này phải một ổ 50-60 con rồi. Kinh khủng. Ôi này các em ơi, các em. Lấp góc thì không vấn đề gì kia. Chỗ kia có con to đấy. Ui con này, con này đầu đá đi. Đi đi lần hết, lần hết đây anh em. Đây nào. Đây nào. Bọn này nó chui rúc đây khó nhìn á. Phải bới từng tí. Thế lúc đấy em phát hiện có một vài con thôi mà sao tự nhiên ở đâu ra lắm thế? Con này nó sống chỉ giống cho tỏ mà anh. Ôi con này sao cái vậy mới đơn rồi. Hai toi rồi. Ừ toi à. Con này chết rồi. Sao à, quá chết rồi. Hay là mày sợ quá cái nó sung sướng quá nó làm biếm. Chắc có giả chết đấy em. Ừ. Dạ. Thôi thôi đúng rồi, thôi không mạnh sợ đúng con cái rồi. Thế là nó làm biếm. Thế nó làm biếm rồi. Ôi con này phát ra đây. Chết. Nó bảo là cứ biết chừa là kẻ gian nên là cứ nằm yên để xem làm gì. Anh lại ạ. Ừ. Nó bảo biết chừa kẻ gian mà. Nên là cứ nằm yên xem là xem làm gì. Ôi giáp cái kiểu. Tôi ở đây còn một con nữa này. Anh chả. À. Ôi giời. Chừa thích em cứ kêu trước. Mày ơi cắn em. Mày cứ kêu trước luôn. Đấy, con này dữ lắm anh ạ, con này hung chưa? À, nhìn này, con này hung lắm. Mạnh mạnh đè đây anh xem nào. Đấy, con này hung lắm. Ui giời, nào, tấn công ơi. Này, mọi người nhìn này. Con này con đầu đoạn anh ạ, thủ lĩnh rồi. Đấy, tấn công mông phòng thủ. Con này nó tấn công khi ấy này, cái này, cái đuôi này nó chích vô phát. Để xem cho nó móc cái này. Ui, nó cặp, anh cặp. Chưa. Cặp, mày cặp vào đây chỉ có gãy cạn vào mày thôi. Cặp khá đau ấy. Mày hả bữa ấy. Giữ vết nha. Ừ, con này hút đầu đại em đi, đầu đại thủ lĩnh rồi. Để thử xem có con nào. Ấy, ấy. Lúc nào nó đang tư thế nó tấn công lên mỏi. Cho nó vào đi xong rồi ra cái chỗ nỗ của anh xem kiếm nó này, kiếm nó con rắn hay không. Ừ, anh đang đào dở đấy. Vâng. Đi đi, nhanh như mạnh ấy. Giải mạnh, giải. Để anh xem vào trong góc đi xong đi. Đấy nó đang bò nó cái lưới này nó không đựng được. Ừ, nó bám, nó độ bám. Bây giờ không có gì được, chỉ có được cái đấy thôi. Nắm này cả nắm đinh lắm. Hết rồi đấy. Thế đi đi anh em mình ra ngoài kia đi xem con rắn nào đi. Ra kia đào ở không rồi. Thế đây các bạn nhá. Thì con này là video của Đại 87 đây là kết thúc thôi. Thì anh em lại tiếp tục ra ngoài kia xem là kiếm được con gì không thì lại quay lại mọi người xem nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Hẹn mọi người video tiếp theo nhá. Mọi người ủng hộ cho mình cũng như toàn thể anh em ở trong xem nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Thank you.